Để ra suối câu cá đây các bác ơi. Hôm nay là chiều ngày 30 Tết thì tôi xong mọi việc ở nhà cũng chả phải làm gì, toàn là các cháu đã làm rồi. Còn lợn mổ xong giờ tôi rủ cô Giang ra suối. Tôi đi một đoạn khá xa đấy, khoảng cách bản khoảng hơn 15 cây, 15-20 cây. Có một cái suối này. Ủa, đẹp ghê. Đẹp không con? Ui đẹp ấy. Nó màu xanh lam màu ạ. Đẹp không? Lực, nào, cõng nào, cõng nào. Rồi. Đi là còn phải cõng con gái này nữa thì. Nay ra suối đẹp nhá, được ngắm suối tuyệt vời luôn nhá. Rồi, bây giờ đoạn này xuống. Đoạn này bằng mà cần phải đi như thế đâu. Thấy không? Suối cực đẹp luôn. Cẩn thận nhé. Rồi, ra hòn đá kia. Rồi. Đấy. Rồi. Ôi, cát đây được à? Đẹp không? Cứt dê. Dê. Cứt dê. Sô cô la đây Linh. Đẹp chưa? Ngoài này suối này, ra nhìn. Đây. Ui, ui, ui. Chết quên mang áo ở lạnh thế. Ở đây rộng nên lạnh à. Ôi giời. Vừa mấy con cá nó vào bờ nó chạy kìa. Đứng ra đây nhá, đứng ra đây nhá. Không ra được đâu. Đẹp long lanh như các bác. Lý tưởng không? Nhìn thấy rõ không? Có ạ. Được rồi bố ơi. Bố bên Giang câu lua một tí. Vâng. Lần này cho anh Giang được được tập câu lua ở suối. Con che mặt bố à bố? Ừ. Ok. Để hở mặt anh Giang che mặt bố. Ừ. Đây, máy của Giang đây. Đồ đầy quá. Linh ở chơi chơi cát với mẹ nhá. Vâng ạ. Bố Giang chỉ câu chỗ này một tí thôi nhớ chưa? Vâng. Câu một tí xong là về thôi. Chơi gần nhà mà. Hôm nay được chơi món lua suối lần đầu tiên trong đời. U lờ. Ném thẳng vào cái hốc kia. Ở hòn đá kìa, thẳng cái này. Sắt bờ đá kìa, ném thẳng vào đấy. Đấy, quay chậm thôi. Các bác thân mến, tình hình là có vẻ cá hơi khó cắn. Giang mới câu buổi đầu nhưng đang ngồi vắt vẻo ở chỗ kia kìa. Thế còn cảnh vật ở đây thì nói thật với các bác là nó không có gì để chê nữa rồi. Nó cực đẹp. Chiều ngày 30 đi chơi được những phong cảnh như này thì thực sự tôi cũng thấy rất là vui và hạnh phúc. Nhưng mà con gái tôi đang ngồi chơi góc kia. Đấy, đang ngồi rất là vui vẻ ở bờ suối. Vợ tôi đang bẻ mấy ít hoa cỏ lau ấy. Để mang về cửa hàng trang trí. Cũng đẹp. Còn suối thì khá là trong, rất trong luôn. Nhưng mà cá thì Giang cứ để cho Giang câu đi. Cá suối nó không đơn giản tí nào cả. Còn tôi đang đứng trên cái tảng đá rất là to. Cao cũng phải tầm hơn 10 mét đấy. Đang đứng tận trên này. Nên các bác nhìn thấy dưới kia người nó bé tí luôn. Tôi trèo đằng dưới này lên mà. Cẩn thận ngã con nhá. Thế còn Linh thì đang chơi đây. Linh cẩn thận ngã nhá. Thôi về thôi. Về tối cơm 30 xong là đón giao thừa thôi. Về thôi. Đi, bỏ cái tháo con mồi ra. À đi, bố cắt luôn đi con. Giờ còn phải leo tận trên đồi kìa các bác kìa, cũng sàn phết đấy. Đùa ra, mệt đấy. Về nhà chúng ta sẽ gặp nhau sau. Chui ngủ đi, ba đứa chui nhau ngủ đi. Vừa đi câu cá về mệt rồi. Ngủ đi, chui đi, chui chăn đi. Ha. Đây bánh trưng luộc từ trưa, bây giờ đã chín rồi. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều các bác ạ. Luộc khoảng lúc 12 rưỡi gì đó.
thì đến 4 tiếng sau, 5 tiếng sau là đã bắt ra rồi. Chắc là bắt được khoảng lúc rồi, nó cũng không nóng lắm. Đây, cái này là bánh trưng đen này. Cái này bị vỡ mất rồi. Thế còn bánh trưng trắng thì là chắc các cháu nó mang lên trên để tối thờ rồi. Thắp lễ trên bàn thờ. Thế còn ngoài này thì đây nồi nước thôi, chắc cái nồi này là nồi gì? Nóng không? À không nóng. À mỡ các bác ạ, mỡ. Mỡ con lợn đây này, còn nguyên một nồi mỡ này. Bỏ đây, còn bây giờ mình sẽ lên trên nóc nhà xem cái thịt kia nhá, xem nó khô mức nào nhá. Đây, thịt phơi thịt chưa. Túm lại là nó chưa ăn thua đâu các bác, nó phải tầm khoảng 3-4 nắng. Và tối nay mình còn đặt cạnh bếp nữa thì nó sẽ có một cái lớp khói nó bám bên ngoài nó vàng hơn. Thứ hai là đêm mình cho xuống bếp thì nó cũng tránh rùi muỗi. Trên này thì rất là cao rồi. Còn tất cả như nhà trong bản bây giờ nhà ai cũng đang phơi cái này. Cái đạp sườn thì đã thấy hơi vàng vàng đỏ đỏ rồi này các bác này. Đây. Còn thịt thì như thế này. Cũng chỉ cho muối mà khén. Ớt. Hạt dổi thì tùy. Ngon, muốn ngon thì cho thêm, không muốn ngon thì chỉ làm nước chấm. Còn cái mỡ này thì nó cũng se se cứng cứng rồi đấy. Ngày mai thì sẽ rất là đẹp, chiều mai một dàn luôn. Chiều này đang mặt trời đang gần lặn rồi. Cuối góc kia. Đây cái lạp sườn này. Thịt nhắm ren là thịt phơi nắng này. Mỡ này. Bây giờ đã cho xuống dưới này rồi các bác. Khói bếp bay lên, tối mình nấu nướng lên nữa là nó sẽ nóng dần lên đây. Thì nó sẽ có một cái lớp màu vàng rất là đẹp. Mai phơi lần nữa là nó sẽ đẹp hẳn luôn. Gì đấy? À, ăn không? Ăn đi. Ăn thịt không? À. Lấy cho miếng nhá. À. Sao thế? Chưa chín. Chưa chín. Mai nữa các bác phải 3 ngày, nắng đẹp 3 ngày thì đẹp. Ngon luôn. Bên ngoài nó có cái màu vàng giống như vắt rát vàng ấy. Ừ. Hầm. Thế còn ở trong bản bây giờ thì mọi việc anh chị em chuẩn bị đồ Tết đã xong rồi. Anh thêm đang đi làm ấm trà đây. Thì nữa hai anh em làm ấm chè. Nhạc nhẽo rồi trong Tết trong trong bản nhạc nhẽo mở ác liệt luôn các bác. Nhạc bô này mở đây. Bực các kiểu luôn đấy. Modern talking cái thứ là giật ác luôn. Hát cả karaoke, nhà nào cũng có cái loa kẹo kéo. Cái đấy nó cũng hơi vui một tí nhưng mà nó sẽ khá ồn ào bởi vì là nó mất đi một cái gì đó nó yên bình của bản làng. Nhưng thôi nó chỉ có mấy ngày Tết thôi các bác. Mấy ngày Tết là thời gian đâu mà có hát hò nó đi kiếm ăn gần chết, chui rừng gần chết luôn chứ hát hò cái gì. Chỉ được mấy ngày thôi, anh em vui vẻ thoải mái. Thôi đói quá các bác ạ, tranh thủ làm cái bánh chưng đi. Bánh chưng ở đây thì không cứ là cứ phải thắp hương mới ăn được nhá. Cái này là làm ra nấu long xong cái luộc xong cái có thể ăn được ngay. Chứ không phải chờ thắp hương thắp khói, thắp hương là cái trắng trắng cái cho nó bỏ riêng ra rồi mà. Đây là bánh chưng đen. Tôi bóc cái bánh chưng đen ăn nóng luôn xem cảm giác như nào nhá. Ngồi luôn bên bếp lửa làm miếng bánh chưng. À, tôi nhớ cái phim bánh chưng đen mà ngày trước có làm ăn cùng với thằng Tiến khi đó nó còn bé bé, nó còn ăn tham, nó còn đi trốn vào cái góc vườn này này. Đưa thì chú quay phim thôi mà. Đây các bác ơi, bánh chưng đã luộc xong rồi. Nhưng mà sáng mai tôi mới ăn, tôi mới tả cho các bác biết. Bây giờ thì hai nhóc này đang ăn trước đã, cho chúng nó ăn. Ngon lắm. Ăn đi. Nghe bảo của cháu muốn biết là hai sao. Gió lên thải ấy. Bánh chưng đen còn đang nóng, ăn đi. Rằng của thằng Tiến rồi, thằng Tiến khóc chạy ra góc vườn kia rồi. Tiến ơi. Đâu rồi nó. Ngon quá bánh chưng đen này. Nó nấp đi đâu rồi? Không biết. Đây này, đây này. Chui vào góc vườn cơ mà. Ô thằng này. Này ăn đi. Kỳ nê. Tiến này. Tiến. Tiến này. Tiến. Tiến này. Cầm lấy. Này. Cầm lấy.
đánh ừ. định răng của nó đấy. Thế mà bây giờ Tết là thanh niên lớn tướng rồi, cũng ngại xuất hiện trước ống kính, cũng như là nói năng nó cũng đã trưởng thành lắm rồi. Mai sang chúc Tết cho nó sau các bác nhá. Còn đây là bánh chưng đen. Ăn tầm này thì nó sẽ khá là mềm. Nó vừa tầm. Tôi đã thực hiện xong cái phim bánh chưng đen mà để làm sản phẩm để bán cho các bác ấy. Tuy nhiên rằng là hiện tại giờ chưa làm. Hy vọng trong 2021 tôi sẽ làm được cái sản phẩm bánh chưng đen để gửi đến các bác. Nhà anh thêm làm luôn. Ngon lắm các bác ạ. Gạo rất là ngon. Nở căng. Giang thì vừa đi sang nhà Tiến đá bóng với lại thằng cu Giang con bên kia. Thì bây giờ cả anh Tiến. Bây giờ là từ trưa tôi đã nghe anh thêm nói rồi, nhưng bây giờ là làm sớm hơn hay sao á? Là bây giờ thắp hương thì cắm tất cả những cái cột nhà, cầu thang lên xuống. Đây là thắp ở phía cầu thang lên nhà. Nhà có hai cầu thang mà. Thơm thế. Trên nhà cột nhà cũng thắp hết. Trên nhà cột nhà cũng thắp à Sơn? Thắp hết quanh nhà. Cẩn thận nhé, nó tàn nó vào cái ấy kia. Tìm lúc của sao sao thắp tôi à? Bây giờ là 18 giờ, bây giờ là 6 giờ 20 phút. Anh Thêm đang chuẩn bị một công việc rất là quan trọng của ngày hôm nay, tức là cái phần thủ lợn, tức đầu lợn đấy, chân lợn, đuôi lợn và quả tim, đúng không anh Thêm? Là mình phải luộc lên và thắp hương trên bàn thờ thì 8 giờ là anh Thêm bắt đầu mới luộc cơ. Hiện tại giờ cứ chất bếp lên. Tim gan thì xào. Tim gan thì xào lên đấy. À, nhưng bắt buộc phải có quả tim chứ nhỉ? Có một thứ một ít. Thì cứ luộc nước lên cho nó nóng đã, sôi cho chỗ mình cho vào cho nó nhanh. Hôm nay đúng là Ú Thảo thật đấy. Các bác biết từ Ú Thảo là gì không? Ú Thảo tiếng Thái có nghĩa là ông già, bà già. Thì hôm nay Ú Thảo mặc áo đen thì đúng áo Ú Thảo nha. Làm công việc của đúng người già đấy. Con cái lớn hết rồi, con cháu nội rồi. Cháu nội sắp lấy vợ rồi. Đâu rồi, cháu nội sắp lấy vợ rồi, chui đâu rồi? Trốn đâu thằng Bon? À, lên gác gì à? À, thì chuẩn bị lên cơm thôi. Ăn cơm đi. Hả, no bánh chưng rồi, tao hôm nãy đã làm một cái rồi. Nên là giờ cũng thấy bình thường, không đói. Em ít thôi, để em không còn đói. Làm gì này? Bon ơi, ôm chân đi. Thế nào, hám lại Bon. Ui dồi, ui dồi, ui dồi. Ui dồi, tụt quần tao đấy. Thế chân này này. Người đứng kia con đang đi chơi, nó cứ kéo quần con xuống bố ạ. Thế à? Con cũng thế. Nào ra để bố ăn cơm nào. Ơi. Ơi. Là chân ông Tươn. Là chân ông Tươn à? Ngồi vào đây. Nào để ông Tươn đi ăn cơm. Nào. Bữa tối nay thì không máu bữa trưa các bác, vì là mình ăn bánh chưng no quá. Để mai ăn ngon nữa. Thôi ăn cơm, bữa nay thì bình thường thôi, tối nay đón giao thừa. Lần đầu tiên đón giao thừa trên bản. Cơm này. Con ra đi ngồi ăn cơm. Vâng, ăn cơm. Mời coupon ăn cơm. Đi điên nào. Dẫn đường đi. Dẫn đường đi Bon. Ăn cơm xong rồi, đi sang nhà anh Tiến xem nhà anh Tiến đang làm cái gì. Tắt đèn đi, phát tối om luôn trong bản này. Đấy. Đi đâu đấy Tiến? Ngã đấy Tiến à, lên xe làm gì còi còi này. Giang với Tiến đi đi chơi à? Giang. Hả? Giang. À Giang à? Tiến đi đâu rồi? Đi nhà. Thế à? Thế ba thằng chúng mày đi chơi cái gì? Thế đi với nhau đi. Thanh niên áo trắng rồi.
Ồ, đi đón Tết cái gì? Ấy, thấy chưa, các anh ấy, anh hoành tráng thế, áo trắng mới. Ừ. Ông Giang nhà mình mặc nguyên bộ kia. Không sao con ạ, đi chơi đi, không cần quần áo mới đâu. Đi lên xem nhà ông Tún đi. Dây tùng đấy. Tùng á? Ừ. Leo ác luôn thằng này. Đi lên đi. Lên đi. Nhổ, từ từ thôi. Ác đòn luôn. Leo bình bịch luôn. Vào đây. Chào. Chúc mừng năm mới đi. Nói đi. Alo bọn này. Đi vào đây, bố mày đâu rồi? Bây giờ là 9 giờ tối. Nước đã sôi. Đến tiết mục rất quan trọng của buổi ngày hôm nay. Bên nhà son bên kia thì mấy đứa cháu đang hát hò, nó hơi ồn ồn tí, các bác có nghe nó hơi thông cảm nhá. Cái thủ lợn này, chân giò này, chân giò và cái đuôi. 9 giờ luộc đến khoảng 10 giờ là chín. Thì lúc đấy ta vớt ra để cho lên bàn thờ thắp hương cho các cụ. Xem con mèo này. Hai con trước bán đi một con rồi. Ôi nó bắt xong, nó bắt xong rồi. Nó bắt xong rồi. Ôi. Hỏng hết sau đi mày. Con mèo đây. Xem nhá, cho nó ra giữa nhà nhá. Nó phí ác luôn thế. Con mèo này. Kệ nó đi, con mèo. Kệ nó. Có một chuyện buồn cười lắm các bác ạ. Con mèo phải nhốt nó vào, bởi vì là chốc nào mình thắp hương đấy. Không, thắp hương mình không để ý thì con mèo nó nhảy lên mà. Nó lại sơi mất đồ thắp hương của mình. Cho nên là phải nhốt vào. Nhà anh Thêm thì không bắt được hai con rồi. Thế tối nay anh Thêm phải thức cả đêm trông đấy bà. Vất vả đấy quả này. Ba con ạ. Hai con. Có bắt được đâu, nó chạy đi đâu rồi. À đây, nhà Toàn cũng đang luộc rồi. Nó đi đâu rồi bà? Con đi uống rượu chưa về. Đi uống rượu chưa về. Thằng này. Mày nhìn thì về rồi. Máu thế. Tôi vừa xem lại cái đoạn phim con mèo với anh Thêm. Buồn cười quá con mèo này. Thế còn một con còn một... Nhà nó hai con à? Hai con, một con đực, con cái. Thế à, thế thì thằng Toàn tối này vẫn phải canh giống anh Thêm rồi. Thế còn anh Thêm đang chuẩn bị bên này này. Anh Thêm chắc chắn tối nay phải canh con mèo này. Không có nó làm loạn sinh ngộ cái đồ thắp hương của mình đây. Cái đấy là cái mỡ trải lưới sao anh nhỉ? Đúng rồi. Mỡ chài đấy đúng không? Mỡ lá đấy đúng không? Trước đây, không đón giao thừa nó đâu, còn lâu quá các bác ạ. Cứ để anh Thêm sắp cơm cúng tối nay. Gần mai thì chúng ta sẽ đón Tết ngày mùng 1. Trên này thì tầm này là gia chủ nhà anh thế rồi, đang nướng băm băm chặt để thắp hương dâng lên các cụ. Để sáng mai, trẻ nhà tôi nó ngủ hết rồi. Ma bảy ma hậu này.
lâu dài như thế luôn.